cái dòng này người ta sản xuất không nhiều. Vâng. Đấy, chúng ta sẽ xem âm thanh và cái này giá nhạc kiểu cũng rất riêng, đúng không các bạn? Cái giá nhạc rất là riêng. Có cái hay ở đây. Trên này là có một cái vương miện và đó. Rất hay. Xin mời các bạn nghe hiểu chơi chơi thử một cái giai điệu để chúng ta cảm nhận về âm thanh cây đàn này, được không? Một giai điệu rất là cảm xúc ha,
của ca sĩ Bằng Kiều bạn ai hát. Vâng, để chúng ta nghe âm thanh cây đàn này. Vâng, và các bạn thấy rằng là cái sức thể hiện từ rất là nhỏ, từ cái âm thanh rất là mềm mại nhỏ cho đến khi mà có thể nói là rất là căng và thể hiện một cái âm lượng rất là lớn, cũng như là cái sức mà chúng ta gọi là bùng cháy thì nó đều đáp ứng được. Thì muốn thể hiện như vậy để các bạn thấy rằng là cái sóng cảm xúc của cây đàn nó đáp ứng được rất là tốt. Và bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Vâng, rất là tốt đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta cùng xem cận cảnh hơn với cái phím này và với cái chữ này. Vâng, bây giờ mời các bạn xem xuống phần chân bê đan. Đó, ba cái bê đan chúng ta thấy vàng chóe đúng không ạ? Vâng, khi mà thực ra nó cũng là đồ bằng đồng thôi, bọc một cái lớp đồng ở ngoài chứ không phải là mạ các bạn nhé. Bọc hẳn một cái lớp đồng ngoài thì khi ta đánh đi thì nó sẽ sạch đẹp như vậy. Đấy, các bạn có điều kiện thì sau vài năm chúng ta lại làm một lần. Các bạn thấy đây, con ngựa rất là đẹp như này, dây được bảo dưỡng này, đấy, cái đầu dây này, đấy, nó không bị gì. Đấy, chúng ta thấy cả cái không gian này, kể cả cái mặt này rất là sạch sẽ. Đấy. Nhiều khi là chúng ta chỉ bị vướng một cái gì đó rơi vào đây, một cái đồng xu chẳng hạn thế, xong đến lúc mà âm thanh nó cứ rè 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 và để tìm được ra cái nguyên nhân là rất là khổ. Đấy, vì nó rắc vào cái khe nhỏ, rất khó tìm. Vâng, các bạn thấy đây ạ. Đấy, cái hội này rất là đẹp. Vâng, cái chân này cũng là một cái kiểu riêng. Đấy, sau khi cái vai tròn này thì các bạn thấy là một cái chân có hơi hơi cong. Vâng, độ cong vừa phải, cong vuông. Đấy, vừa phải như thế này. Vâng, một kiểu dáng này tôi thấy cũng là rất riêng. Cái bản lề trên này rất là sáng sạch đẹp đúng không các bạn? Rất sáng sạch đẹp. Đấy, cái đầu hồi này tương ứng như vậy. Tương ứng cái kia. Vâng. Mời các bạn xem cái phần sao bót của cây đàn. Vâng. Hoa 5 cột chấm với hai cái hộp cộng hưởng phụ. Hai hộp cộng hưởng phụ, 5 cột chấm. Vâng. Rất là đẹp như thế này. Vâng, rất đẹp như thế này. Vâng. Tuyệt vời. Các bạn thấy rằng là hoàn toàn là không có một cái vấn đề gì ở cái hộp cộng hưởng này. Nó hài hòa, nó cũ một chút theo thời gian thôi, nhưng rất tốt. Vâng, chúng ta cùng trở lại với phần bên trong. Vâng, với phần bên trong. Vâng. Các bạn sẽ thấy là cây đàn được làm bởi những cái chốt pin bằng thép trắng như thế này. Vâng, rất là tốt đúng không ạ? Đấy. Trắng này, đấy, suốt như thế này. Rất đẹp. Vâng, cây đàn này, cái tên là như vậy. Nhưng mà các bạn thấy những lúc đầu tôi nói đấy là nó của hãng Toyo. Toyo là một cái hãng mà đến bây giờ vẫn còn đang sản xuất rất nhiều cây đàn. Và thậm chí là ở trong phía miền Nam chúng ta cũng có một chi nhánh của họ. Đấy, Hinler Hermann. Vâng, đấy, các bạn xem. Đây, cái búa của hãng Royal. Vâng, đấy, chúng ta cùng xem. Và cái búa rất là chặt, búa rất chặt như thế này. Đấy, búa rất chặt như thế này. Đấy, rất chặt. Vâng, rất tuyệt vời. Chúng ta cùng xem phần phía dưới máy này. Action này. Đấy, da dạ lò xo dây co. Vâng, tất cả mọi thứ rất là đều các bạn nhé. Và độ mới khá cao. Độ mới khá cao. Tôi tin đây là cây đàn được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá trước khi xuất khẩu. Rất là tương đối. Đó, đúng như vậy. Cây đàn cao 1m30. Vâng, có chiều cao tương đối lý tưởng. Vâng, sản xuất năm 1976 với body B
Kia Pin A Action B cộng và Sabot A. Vâng, một cái đánh giá như này chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng. Vâng, tất nhiên bất cứ cây đàn nào chúng tôi đều bảo hành 10 năm, nếu bảo hành cho các bạn 10 năm thì các bạn rất rất yên tâm.